Khám phá vũ trụ và tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh luôn là mong muốn của khoa học và con người hiện đại. Tuy nhiên, cho tới nay, mọi thứ dường như vẫn không có kết quả khả quan. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học Mỹ đã đề xuất dự án Galileo nhằm tìm kiếm tàn tích của các nền văn minh ngoài hành tinh trong hệ mặt trời. Và hơn thế nữa, chẳng hạn như các thiên thể bí ẩn như Oumuamua, từng được các nhà khoa học coi là tàn tích của các nền văn minh ngoài hành tinh, hay các tàu thăm dò tiềm năng của người ngoài hành tinh, hoặc các cấu trúc khổng lồ trong không gian xa xôi. Hiện tại, các nhà khoa học hy vọng sẽ sử dụng những công nghệ mới nhất để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh và thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Và sau đây sẽ là 4 công nghệ tiềm năng nhất có thể dẫn chúng ta đến việc khám phá sự sống ngoài trái đất. Công nghệ tiềm năng đầu tiên, siêu cấu trúc Dyson. Nếu xem những bộ phim khoa học viễn tưởng thường xuyên, sẽ có một điều luôn làm ta thắc mắc. Những nền văn minh phát triển đến mức liên sao hay liên thiên hà, lấy đâu ra nguồn năng lượng để đáp ứng được nhu cầu năng lượng khổng lồ đó, khi mà nguồn năng lượng vượt xa những gì có thể khai thác được từ hành tinh quê hương? Câu trả lời cho vấn đề đó chính là khối cầu Dyson. Cũng như nhu cầu năng lượng của trái đất ngày càng tăng, nhu cầu năng lượng của một nền văn minh ngoài hành tinh tiên tiến cũng vậy. Vào năm 1960, nhà vật lý người Mỹ gốc Anh Freeman Dyson đã đề xuất những điều tương tự. Theo sự phát triển, những nền văn minh ngoài hành tinh sẽ sử dụng toàn bộ năng lượng của ngôi sao chủ. Và khi nhu cầu về năng lượng trở nên quá cao, sao chủ không còn đáp ứng được nữa, thì nền văn minh ngoài hành tinh với công nghệ tiên tiến có thể tháo rời vành đai tiểu hành tinh và xây dựng lại nó thành một vỏ hình cầu, bao bọc ngôi sao chủ, và đó chính là quả cầu Dyson. Điều này không chỉ cung cấp một lượng năng lượng khổng lồ, mà còn cung cấp một diện tích bề mặt khổng lồ, cho phép phần bên trong của lớp vỏ hình cầu tồn tại. Những cấu trúc như vậy có thể được phát hiện bởi vì theo định luật nhiệt động lực học, nó sẽ bị nóng lên vì hấp thụ ánh sáng và sau đó giải phóng nhiệt dưới dạng bức xạ hoặc tia hồng ngoại xa. Công nghệ tiềm năng thứ hai là công nghiệp hóa vật chất. Với sự tiến bộ và phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, nền văn minh nhân loại đã thải vào bầu khí quyển trái đất một lượng lớn hóa chất gây ô nhiễm. Tương tự như vậy, các nền văn minh ngoài trái đất cũng sẽ phát triển và tạo ra những hóa chất này. Theo giáo sư vật lý Thiên Văn Avelope, một số hóa chất công nghiệp đặc biệt cần được tìm thấy trong bầu khí quyển ngoài hành tinh, chẳng hạn như tetrafluoromethan và trichlorofluoromethan, cả hai hóa chất đều là chất làm lạnh, hai chất chlorofluorocarbons dễ phát hiện nhất. Avelope cho biết, nếu bầu khí quyển của một hành tinh có các chỉ số tetrafluoromethan và trichlorofluoromethan cao gấp 10 lần so với các chỉ số liên quan đến khí quyển của trái đất, thì kính viễn vọng không gian James Webb sẽ quan sát được những quan sát quan trọng này trong 1,2 và 1,7 ngày tương ứng với các dấu hiệu hóa học. Thứ ba, solar sail hay còn gọi là bùa mặt trời. Nếu người ngoài hành tinh cố gắng du hành xuyên không gian giữa các vì sao, họ sẽ gặp phải những vấn đề tương tự như con người chúng ta, đó là cần rất nhiều nhiên liệu. Ý tưởng để giải quyết vấn đề này được đưa ra bởi Robert Forward thuộc phòng thí nghiệm nghiên cứu Hill ở California, Hoa Kỳ, người đã đề xuất một cánh buồm nhẹ điều khiển bằng laser vào năm 1984. Trong đó, những tàu vũ trụ sẽ được gắn một cánh buồm siêu mỏng có kích thước khổng lồ, được làm bằng vật liệu phản chiếu, điều khiển bằng tia laser chạy bằng năng lượng mặt trời. Dữ liệu tính toán của ông cho thấy, một máy dò nặng 1 tấn có thể được gắn vào một cánh buồm nhẹ, rộng 3.600m có thể được gia tốc tới tốc độ 11% tốc độ ánh sáng bằng tia laser 65 GW. Gần đây, dự án Breakthrough Starshot đã đề xuất lại khái niệm về cánh buồm mặt trời. Hiện tại, lý thuyết thiết kế của nó vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng mục tiêu cuối cùng là sử dụng mảng laser 100 GW để thực hiện một chuyến bay có trọng tải nhỏ qua không gian giữa các vì sao với tốc độ bằng 20% tốc độ ánh sáng. Nếu người ngoài hành tinh lên kế hoạch du hành vũ trụ và du hành xuyên không gian giữa các vì sao bằng cách sử dụng cánh buồm mặt trời thuộc loại điều khiển kích thích giống trái đất, chúng ta có thể sẽ phát hiện được thông qua các tia sáng nhấp nháy của công tắc laser trên cánh buồm của họ. Và cuối cùng, công nghệ tiềm năng thứ 4, hệ thống chuyển dẫn lỗ sâu hay lỗ Joule.
Một nền văn minh thông minh đủ tiên tiến có thể thao túng thời gian và không gian, từ đó tạo ra lỗ sâu. Theo lý thuyết hấp dẫn của Einstein, lỗ sâu là lối tắt xuyên thời gian và không gian. Việc tạo ra những lối tắt như vậy là khả thi khi đạt đến một trình độ công nghệ nhất định, cụ thể là khi một nền văn minh đạt đến trình độ văn minh cấp độ 3. Theo thang đo Kardashev, họ có thể đi qua các thiên hà chỉ trong tích tắc. Và để một nền văn minh đạt đến cấp độ này, sẽ phải mất hàng trăm nghìn đến hàng triệu năm tiến hóa về cả sinh học và máy móc. Và dân số của một nền văn minh như vậy có thể tăng lên đến hàng triệu tỷ, phân bổ khắp thiên hà, định cư từ hệ sao này sang hệ sao khác. Và những sinh vật này có thể xây dựng vô số quả cầu Dyson bao gọn khắp các ngôi sao, tạo ra một mạng lưới năng lượng khổng lồ truyền tải về hành tinh chủ. Và tất nhiên, việc kéo dài toàn bộ thiên hà như vậy có thể vướng phải một số vấn đề liên quan đến các định luật vật lý, đặc biệt là du hành với tốc độ ánh sáng. Ví dụ, để một con tàu du hành từ rìa này của dải ngân hà sang rìa phía bên kia, thì dù con tàu đó có di chuyển với tốc độ của ánh sáng, cũng sẽ phải mất tới hơn 100.000 năm mới đến được rìa phía bên kia. Trừ phi nền văn minh đó phát triển được một thiết bị bẻ cong không gian hoặc sử dụng nguồn năng lượng dự trữ khổng lồ để chinh phục các lỗ run, thì họ mới có thể di chuyển được xa đến thế. Tuy vậy, lỗ run vốn dĩ không ổn định, chúng cần vật chất đẩy để hỗ trợ việc mở lỗ run. Năng lượng của nó tương đương với năng lượng được giải phóng bởi một số lượng lớn các ngôi sao trong dải ngân hà. Qua đó, nếu một nền văn minh ngoài hành tinh tạo ra một mạng lưới các lỗ sâu, chúng có thể được phát hiện bằng phương pháp microlensing hấp dẫn, nghĩa là lực hấp dẫn của một thiên thể sẽ phóng đại nhanh ánh sáng của ngôi sao khi nó đi qua giữa trái đất và một ngôi sao ở xa. Giáo sư Fumio Abe tại Đại học Nagoya, Nhật Bản cho biết nếu có một lỗ sâu, các hình thái sáng và tối của các ngôi sao sẽ rất khác nhau. Nếu bán kính của lỗ sâu từ 100 km đến 100 triệu km và nó được kết nối với dải ngân hà, nó phổ biến như những ngôi sao bình thường, thì sau đó bằng cách phân tích lại dữ liệu lịch sử, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về bí mật đằng sau của lỗ sâu, rằng liệu đó có phải do một nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh tạo ra hay không.